Vâng, chào các bạn, quay trở lại video tiếp theo mọi nha. Thì hôm nay mình sẽ giải bốn cục Rubik khác nhau. Đã lấy là 5 cục nhưng mà cục sáu với cục 4 và 4 của mình nó vừa cứng mà vừa lại mình giải rất là lâu luôn. Để khỏi mất thời gian nên mình sẽ thêm vô gam 11 vừa rồi nha các bạn. Để cho nó tròn thằng 5. Bây giờ mình sẽ cháo lên. Đấy, mình đã cháo sẵn hết rồi, còn hai cục này là mình chưa cháo thôi. Đấy. Có gì mà chất lượng âm thanh hay là hình ảnh không được tốt các bạn thông cảm cho mình nha. Đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ xếp nó vô và làm thôi. Đấy, cam 11 Pro không đủ chỗ rồi các bạn. Ok, đây nha, bây giờ mình sẽ làm. Bật lên và chơi thôi. Dạ, hai là rất là gà nhé. Ê, quên. Ok, ông sao các bạn. Thì mình đáng lẽ mình chơi hết mấy cái này để xem năm cục này mình tổng có bao nhiêu giây, nhưng mà thôi. Đây là 22 của mình là 11 giây nha. Ok. Giờ mình sẽ lấy bút và ghi vô. Mình sẽ lấy số đầu là 11 thôi. Mình chỉ ghi là 11 2 nha, 2 thôi. Không cần nhiều. Tiếp theo là cục trụ. Ok. Trộn thì cầm rất là khó luôn các bạn. Ba mươi tám giờ nha các bạn. Ok, mình sẽ bỏ nó qua, mình sẽ ghi nó vô đây nha. Trộn 38 hơn mình hơn 6, tiếp theo là 3 x 3. Ok, cục này thì rất là khó nhìn luôn. Giải rất là gà luôn các bạn. Ôi xời, 34 nha các bạn. Ok, 33 thì có 2 cái nên mình sẽ ghi số đằng sau. 33 và 34 18. Ok, đây là tam giác. Giác thì lâu lâu rồi mới chơi nên không quen cho lắm. Ui da, 21 nha các bạn. Mình giải cái này càng gà rồi. Tam giác 21. À, cuối cùng là gan. Ok, con này mình sẽ cố gắng. Ui, 30 nha các bạn, vẫn còn non quá. Ok, kìa, 50.
Đây thì đây là tất cả cục Rubik mình đã giải. Thì các bạn, đây tổng, đây là tổng tất cả cục Rubik mình đã giải nha các bạn. Thì à, tổng lại là 2 x 2 là mình 11 giây. Trụ là 38. 3 x 3 đây là 34.78 giây, tam giác là 21 giây và cuối cùng là gan 30 giây nha các bạn. Đấy, đây là tổng lại tất cả cục Rubik hôm nay mình giải. Và nếu các bạn thích video này, đừng quên cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký để ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì bye bye, tạm biệt tất cả các bạn ở video sau.